Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu xuống thuyền, vượt biển mà về thành của người. Bấy giờ người ta đem đến cho người một kẻ bất toại nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giêsu nói với người bất toại rằng: Hỡi con hãy vững tin, tội con được tha rồi. Bấy giờ mấy luật sĩ nghĩ thầm rằng: Ông này nói phạm thượng. Chúa Giêsu biết ý nghĩ của họ liền nói: Tại sao các ngươi suy tưởng những sự xấu trong lòng? Bảo rằng tội con được tha rồi, hay nói hãy trỗi dậy mà đi, đàng nào dễ hơn? Nhưng để các ngươi biết rằng trên đời này con người có quyền tha tội. Bấy giờ người nói với người bất toại: Con hãy trỗi dậy, vác chõng mà về nhà mình. Người ấy trỗi dậy và đi về nhà. Thấy vậy dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ông bà anh chị em thân mến, một thanh niên người Canada đã thuật lại hành trình thay đổi cuộc đời của mình nhờ tình thương của cha mẹ anh. Anh kể một ngày kia anh rơi vào cơn cám dỗ của sự thu hút bởi thú ăn chơi trác tán. Thế là anh gieo mình vào trong những bữa tiệc ma túy và anh thích nghe nhạc kích động. Anh đã biết nó rất nguy hiểm với bản thân của mình. Tuy nhiên, anh không vượt qua được cơn cám dỗ của thế tục. Và đang lúc mà anh gieo mình vào trong tật xấu như vậy, thì cũng chính là lúc mà anh hủy diệt niềm hy vọng được đặt ở nơi anh, trong hy vọng của cha mẹ. Nhưng may một điều là anh đã không bỏ Chúa, anh vẫn còn một niềm tin rất mạnh. Một hôm, đang lúc mà anh vẫn thường quen ở nơi anh ăn chơi, thì bỗng dưng anh thấy cha mẹ của mình đến tìm anh. Và người cha nói với anh ta rằng: Thông thường buổi tối cha mẹ tham dự buổi cầu nguyện với mọi người, nhưng cha mẹ cảm thấy tối hôm nay rất cần thiết để hiện diện nơi đây nói với con một câu. Nếu con đồng ý quay về với gia đình, với cha mẹ, thì cha hứa sẽ cho con những gì mà con cần. Thế là sau một ít giây sâu lắng và suy nghĩ về lời hứa của người cha, thì anh đã bước ra ngoài và anh lặng người xuống giống như là thầm thì với Chúa. Anh kể lại: Trong giây phút đó, chính Chúa nói với tôi: Con muốn giải thoát chính bản thân của mình thì con hãy lắng nghe lời cha của con. Và nỗi trống vắng trong lòng con chỉ có tình thương của cha mẹ, của gia đình là có thể đong đầy. Và anh ta đứng dậy để đi về nhà với cha mẹ. Nhưng thật không dễ để anh có thể thay đổi một cuộc sống, và nhất là vượt qua hay từ khước những cơn cám dỗ hấp dẫn. Thế rồi một lần nữa anh lại lao mình
vào trong cơn cám dỗ của ăn chơi. Thế là một hôm anh đi về rất khuya. Anh mở cửa vô nhà thì vẫn thấy một hình ảnh hết sức đánh động. Đó là hình ảnh của cha và mẹ anh quỳ gối cầu nguyện trước bàn thờ, mặc dù rất khuya. Anh biết là cha mẹ của anh đang cầu nguyện cho anh. Cho nên giây phút đó, tiếng sét tình thương của cha mẹ và của ơn Thánh Chúa đã giúp anh thay đổi. Và từ đó đến sáng của hôm đó, anh không ngủ một giây phút nào để anh cầu xin Chúa giúp anh thay đổi. Và thật sự như vậy, anh cảm nhận và chia sẻ rằng chính trong giây phút trống vắng thì tình thương của Thiên Chúa, ơn Chúa và tình thương của cha mẹ mới đong đầy và làm cho anh trở nên một con người mới. Thưa ông bà anh chị em, tin mừng mà chúng ta mới vừa nghe, quả thực chữ tình rất ngắn nhưng mà đã làm nên tất cả. Tất cả cho một cuộc đời được cứu chữa. Bạn hữu của người bị bất toại cùng với chính khát mong của người bất toại trong tin mừng mà chúng ta mới vừa nghe, tất cả hợp lại trong một niềm tin và một lòng khát khao, thì chính Thiên Chúa cũng đã làm tất cả cho những gì mà người bất toại ước mong. Những ngày đầu của tháng 6, nếu nói chính xác hơn, vào ngày 2 tháng 6, Đức Tổng Giám mục Giuse, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã có lời kêu gọi qua bức thư kêu gọi tình liên đới và tương thân để chống lại đại dịch đang diễn ra rất khốc liệt và hung hãn. Đức cha Giuse đã nói WHO, Tổ chức Y tế Thế giới, cũng như những nhà lãnh đạo quốc gia hay lãnh đạo tôn giáo trên toàn thế giới đều cho rằng hay nhìn nhận rằng chống lại đại dịch, bí quyết hiệu quả nhất đó chính là tình liên đới. Và Ngài đã lặp lại lời của Đức Thánh Cha Francisco nói chuyện với Hội đồng Giám mục Brazil vào ngày 12 tháng 4 vừa qua. Trong một bài nói chuyện trực tuyến thì Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi chúng ta chỉ có thể khắc phục được đại dịch đang diễn ra bằng cách chúng ta đoàn kết với nhau trong một niềm tin, trong một tình yêu thương mới có thể đẩy lùi sự xấu đang diễn ra hay bệnh tật đang đe dọa con người. Trong bài đọc thứ nhất mà chúng ta mới vừa nghe khi nãy, mẫu gương của niềm tin đó chính là Abraham, đã tất cả vì niềm tin, đã sống toàn vẹn cho Thiên Chúa, đã cống hiến hết cuộc đời của mình, cho nên Ngài xứng đáng được mệnh danh Abraham là cha của kẻ tin. Sáng hôm nay cũng vậy, chúng ta hợp nhau để tuyên xưng niềm tin của chúng ta ở nơi Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa, dù trong nghịch cảnh, dù trong khó khăn, nhưng chúng ta vẫn luôn tin tưởng rằng tình yêu của Thiên Chúa luôn trải rộng và dư đủ cho tất cả chúng ta, để chúng ta vẫn luôn được bình an trong cuộc sống. Xin Chúa đoái thương đến những nạn nhân của cơn đại dịch này, và xin cất khỏi những khốn khó trong cuộc đời của chúng con.